Trương Quỳnh Anh từng cáu gắt giữa môi trường quân đội, đòi bỏ thi vì bị team đội luật chơi. Dàn thí sinh mỹ nhân hành động ngơ ngác khi chứng kiến Trương Quỳnh Anh giận dữ đòi bỏ thi. Trương Quỳnh Anh là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý của khán giả khi tham gia mỹ nhân hành động. Trong một tập phát sóng, nữ ca sĩ từng khiến mọi người ngơ ngác khi đột ngột bỏ thi vì bức xúc luật chương trình. Cụ thể, theo hình thức bốc thăm, đội của Trương Quỳnh Anh và Giang Mi phải thi đấu đối kháng để kiểm tra bài học võ thuật. Tuy nhiên, khi hai đội bắt đầu vào vị trí thi đấu, host của chương trình là Tim bất ngờ đưa ra luật chơi mới. Theo đó, hai đồng đội nam của hai đội sẽ phải đổi chỗ cho nhau để thực hiện bài kiểm tra. Ngay lúc đó, nữ diễn viên đã thể hiện thái độ, việc đổi đồng đội quá bất ngờ và tôi có một chút bức xúc. Đến khi bắt đầu thực hiện thế võ đầu tiên, Trương Quỳnh Anh tiếp tục bất mãn, lớn tiếng ngay trước mặt chỉ huy, host, khách mời và các đồng đội khác. Tôi đang tập với một người khác, giờ lại thi với một người khác, tôi không nhớ bài gì hết. Sau đó, Trương Quỳnh Anh đã mất bình tĩnh và tự ý rời bỏ phần thi, bỏ ra ngoài ngồi. Mãi đến khi được đồng đội thuyết phục, nữ diễn viên mới chịu quay lại tiếp tục thi đấu. Kết thúc phần thi, Trương Quỳnh Anh chỉ nhận được 2 sao, đã bị trừ 1 sao do thái độ, tinh thần chưa tốt. Mặc dù nữ diễn viên đã được chỉ huy nhắc nhở về sự bình tĩnh, nhưng cô vẫn tỏ ra bất mãn trước kết quả. Tôi không vừa lòng với kết quả này lắm. Tôi thấy có nhiều bạn lên làm rất chậm, nhẹ nhàng, chỉ là thuộc bài thôi đã được điểm cao của chương trình. Tôi không phục.